Mặc dù đã được tuyên truyền về việc chấp hành lệnh cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và nhiều văn bản của Bộ Y tế, của tỉnh, huyện khuyến cáo về việc chấp hành nghiêm việc tụ tập đông người, hạn chế đi lại khi không cần thiết trong tình hình đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Thế nhưng, vừa qua, Linh Mục Trần Đình Lai, Quản sứ Nghĩa Yên, Linh Mục Nguyễn Xuân Hồng, Quản sứ Thọ Ninh, huyện Đức Thọ, Linh Mục Nguyễn Xuân Hóa, Quản sứ Tràng Đình, huyện Can Lộc vẫn rung chuông, tổ chức lễ với nhiều giáo dân tham gia. Hành động này thể hiện sự ngang nhiên thách thức pháp luật, bất chấp những quy định phòng dịch của nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 và đi trái với các khuyến cáo của giáo hội, cũng như đi trái với những điều Đức Chúa răn dạy. Đây là những hình ảnh vào tối ngày 4 và sáng 5 tháng 4. Linh Mục Trần Đình Lai, Linh Mục Nguyễn Xuân Hồng và Linh Mục Nguyễn Xuân Hóa vẫn rung chuông tổ chức lễ với rất đông giáo dân tham gia. Điều đáng nói, trước đó ngày 25 tháng 3, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã có thư trong đó yêu cầu bắt đầu từ 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của các giáo xứ và dòng tu trong Tổng giáo phận sẽ tạm ngừng hành lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham gia của cộng đoàn, không được tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung tại nhà thờ. Không hiểu vì lý do gì mà một số linh mục vẫn ngang nhiên đi làm điều trái ngược với các quy định chính quyền và ngay cả giáo hội. Điều này đã và đang gây bức xúc trong nhân dân. Bình tĩnh chưa nói nhưng mà gây một cái hoang mang để rằng là trong cái tổ đó là họ cảm thấy nghiêm lắm. Chúng tôi đã lên án. Linh mục phải nhớ những lời Đức Chúa răn dạy và Chúa gớm ghét, đó là không được làm điều ác. Tại sao lại đi làm điều sai trái với lời răn dạy? Rất nhiều linh mục và một số giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã không chấp nhận và tỏ thái độ bất bình trước việc làm này. Chúng ta là sống trên đất nước Việt Nam này thì cuối cùng là coi như là mình cũng phải là việc đạo là việc tín ngưỡng. Nhưng mà còn cái việc mà chủ trước của nhà nước đương lối thì mình cũng công dân Việt Nam cho nên cũng phải là tuân thủ tất cả mọi cái chủ trương của nhà nước. Cái người chức sắc đứng đầu các tôn giáo hoặc những người dân mà vẫn không chấp hành các cái hình thức này mà vẫn là đi lễ nhà thờ và tụ tập đông người, đối với cá nhân thì có thể là bị xử phạt từ 2 triệu đến 10 triệu đồng và đối với tổ chức thì có thể phạt tới 20 triệu đồng. Và trong cái trường hợp mà cái hành vi mà không chấp hành các cái yêu cầu cũng như là quy định của các cái cơ quan tổ chức có thẩm quyền thì dẫn đến cái có thể lây lan dịch bệnh và gây hậu quả nghiêm trọng, có thể dẫn đến chết nhiều người thì có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng ta còn nhớ bài học của Thiên Địa giáo ở Hàn Quốc là nguyên nhân lây lan bệnh dịch do tụ tập đông người hành lễ. Nếu việc tụ tập đông người làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự theo quy định. Trong thời điểm cả nước chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhiều người là tấm gương sáng của cộng đồng, trong khi cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ và người dân đang phải gồng mình trong đại dịch, thì hành động bất chấp các quy định của một số giáo xứ, một số linh mục là điều không thể chấp nhận.